trên lòng trời đông phù lòng có nghĩa. Đứa nào còn nhà đó bay? Lại Xuân hả? Dạ, mới mới về hả? Chắc tàu phát điền lên quá. Ở ngoài ba nghe nhạc giật chân, về tới nhà nghe bay hát chân giật, âm âm mì y cả ngày ai chịu cho nổi. Mà không biết chứ, nhiều khi hát là giải tỏa một cách gián tiếp những ẩn ức chữa khơi phòng kích của mình. Thôi dẹp, bây giải tỏa kiểu đó có ngày hàng xóm chịu không nổi, đi thưa chắc đón viên còn bị giải tỏa quá. Ngoài ba đông khách không á, nghẹt cứng, tụi nó giành giật la lối thiếu điều đánh lộn, tao phải ra can ngăn phân trần. Thôi mỏi tay quá đi. Sao kỳ vậy má? Phân trần phải trái thì mỏi miệng chứ sao lại mỏi tay? Tao có biết nói gì đâu, ra dấu không mà không mỏi tay sao được. Mà cũng tại mày với con Lily hết trơn á, tụi bay đủ lông đủ cánh rồi, bây giờ muốn phản tao phải không? Mà nói vậy chứ. Vô đây đại ca, vô đây. Ê mẹ ơi, ai vậy? Thân thành giới thiệu với đại ca nghe, bà chị nuôi Nguyễn Thần, còn đây là Mỹ Lệ Xuân, em rửa của tôi đó. Dạ chào cậu ạ. Cậu hai còn con trai con Phú đó, một hải quân trung quý rất chịu chờ, một tay hào hoa nổi tiếng. Thôi anh đừng có nói nhiều cho tôi thêm mắc cỡ. Chị kiếm rùm con bé cho đại ca tôi thưởng thức một lần. Trời ơi mẹ nhà cái mối khó khăn, tôi trả nhiều tiền mà chị nhắm có được không? Nè, hỏi mới giờ ai mà tỏi bị giặt mặt, chị bảo với nó tôi ra lệnh nó phải nghe theo. Anh làm như cha đẻ nó không cầm, nó thề không gặp khách Việt Nam. Chắc tiền chúng tôi không phải là tiền, nên các cô xem thường người Việt Nam. Đại ca đừng lo, đại ca chờ đi, tôi đi tìm nắm đầu nó về, tôi phải dắt cãi lệnh tôi cho biết. Báo, mày đừng báo. Báo. Bảo nó giận dữ gì, chúng tôi bị xem thường. Thúy Kiều có xem thường chim chậm đâu mà trước như sau vẫn không cho gần gũi. Người Việt Nam ai cũng biết chuyện Thúy Kiều, nhưng có mấy người hiểu được chị em chúng tôi. Nếu vậy cô giận kẻ bán bà đầu có xứng đáng gì không? Cô đừng giận, tôi nghe bảo nó nói có một người em gái đã sớm bước vào nghiệp vị ban thân và chấp nhận hy sinh cho một người anh không xứng đáng. Vì từ thơ ấu thơ chúng tôi sớm sống đời ly tán, bởi chiến tranh đã cướp đi hai đấng sinh thành. Gia quyến tôi bây giờ chỉ còn lại một người anh, nên tôi đành chấp nhận mọi hy sinh để khỏi phải cô đơn giữa cuộc thế xoay chiều. Mọi cuộc chia ly đều trở thành vĩnh biệt, con người có số mạng hết cô à. Ông nói đúng, trời đã cho mỗi người một số mạng riêng, cũng như tôi ước mong anh của tôi được yên nơi yên chỗ, rồi tôi sẽ tới một miền xa để cho người qua chúa dấu đời tư trong đạo giờ. Tôi vẫn phải lao thân vào đời mới.
thưa cô. Tôi tưởng như đang xem bức tranh của một họa sĩ mang tâm hồn làm gì. Nhưng tôi không hiểu, cô đã là cô Tú, tại sao cô... Ông cứ hiểu là bất cứ việc gì cũng có lý do riêng của nó, nhưng không phải lúc nào với ai cũng bài giải được. À thôi xin phép, để ông rảnh rang mà đón tiếp Lily. Tôi với Lily không có gì hết. Tôi muốn gặp cô ấy là để ngăn cản việc hò hẹn giữa cô ấy với ba tôi. Ba ông? Thôi, tại vì vừa nói tiếng nói. Tôi nói thiệt mà cô Xuân. Ước gì tôi có nhiều cơ hội để được hàn huyên với cô. Thôi, bố tha cho em nhờ. Cô Xuân, cô Xuân, tôi muốn giúp cô đạt thành ước vọng với điều kiện là... Đại ca, đại ca. Xui quá, em lục cùng thích mà không gặp nó. Nhưng mà đại ca tin đi, đi đâu rồi nó cũng phải mang bầu về đây mà. Xuân, em gái của anh có chồng con gì chưa anh bảo? Ủa, cô đại ca đổi ý rồi hả? À không, tôi muốn nói mình cảm thấy có nhiều thiện cảm với Xuân vậy thôi. Còn Lily, bằng mọi giá anh phải cho tôi gặp cô ta. Anh cầm 10.000 này để lo công việc, tôi chờ anh đến chỗ hẹn hồi chiều. Ok, ok, chào bà chị. Mày lôi đi lôi về hoài, tao muốn hụt hơi à. Tao nói không có được mà mày xia vô lãnh đam, hứa đại hứa đùa thì mày cứ đi yêu nó. Sao lại biểu con này, mày tưởng con Lily nó chỉ cách Việt Nam với 10.000 một đêm sao? Nó cho cậu còn giấc mặt rồi đòi bao nhiêu cũng được. Mày đi kêu nó đi, sao lại biểu tao? Nhưng tôi bắt buộc chị phải đi. Mày quyền làm mà lớn lên quá vậy? Tao đây. Quyền gì hả? Quyền gì? Nhận món tiền đó, bấy lâu nay mày làm mất mặt tao nhiều lắm rồi à. Mày còn quên quen tuyên bố là mày chỉ đi khách ngoại quốc. Tao nghe thiên hạ nói nhiều lắm rồi, chưa sạch mè mà lại còn muốn lên chân nữa. Mày tưởng đâu mày là tiên nữ giáng trần. Anh bảo à, anh đừng nghĩ quấy cho tôi mà tội nghiệp. Cứ thường nói với anh là tôi sẽ từ bỏ cái nghề này. Nên với các Việt Nam tôi sợ phải quen biết nhiều, sợ tới tay gia đình khỏi khổ mình về sau. Khỏi nói về dòng, tiền tháng này tao không lấy. À, còn 10.000 này là của người ta trả trước. Đây là lần chót tao yêu cầu, hoặc là bỏ trốn khỏi Sài Gòn, hoặc là nát bấy cái bộ mặt đẹp của mày, hoặc là phải tiếp con hai tờ đêm nay, có vậy thôi. Anh Bảo! Đêm nay là đêm sung sướng nhất của đời anh. Được thôi em, anh cảm thấy tuổi già này bỗng dưng trẻ lại. Lily nhắn anh đến đây chắc có điều gì quan trọng hơn. Dân, em... Thưa ông, con nhắn ông tới đây trước hết là để tỏ giả chân thành của một trẻ con. Thưa bác, con sắp về quê, không lên Sài Gòn nữa. Bác đừng nhờ ai chu cấp cho con mà bị người ta lợi dụng. Trời ơi, em về quê. Ôi, một góc trời Việt Nam xin đâu. Em về quê. Ôi, ầm
sẵn cho anh xét 100.000 đồng. Gửi biếu anh chị dưới à, bà má dưới đó đó. Anh nói chẳng rồi. Biểu, con trai đã rồi. Trời ơi, sao mà bà tới? Không chạy đi đâu. Chạy tôi đứng nè. Tỉnh lên. Buộc đại quý phải uống với tôi một chầu thiệt này, chính đại quý đừng từ chối. Dạ thưa bác, tại vì cháu kẹt mấy người bạn ở Sài Gòn đó bác, họ cũng mới vừa xuống đây. Khách của cháu là khách của bác mà, cứ tự nhiên đi. Này, cứ mời hết vô cho tôi. Mình như sân xả lăng, mấy thân ở trong nhà này hiểu nhau rồi còn nghe ngục chi nữa. Bà, ở cái quân tư nó bắt gặp dịch sim với gà thế. Nhiều đó nhiều quá bác ơi, cho thay mặt bác đi mời. Vậy thưa bác, luôn chuyện đây á, xin bác một điều cho phép cháu nhường cái liều cho em gái người bạn tâm giao. Cháu dẫn cái về nhà này, cha cái chuyện này ra phá kỹ lắm gà. Dạ, cái thằng bạn của cháu, thằng Trung Quý Toàn đó bác, về Sài Gòn xuống nó dẫn cô em ruột nó theo chơi. Bác nghĩ coi, ở trong trại thì thiếu tiền nghi, còn ở khách sạn thì bất tiện, cho nên cháu mới... Em ruột của ông Toàn hả? Dạ. Vậy thì được. Ôi, ăn nhiều chứ ở bao nhiêu. Dạ, cảm ơn bác. Với lại để con ở phòng cháu, còn cháu thì vô trại ở. Rớt đâu, lo sửa soạn cái phòng cho tôi sạch sẽ, ngăn nắp cho cô Trinh ở, thì đưa chìa khóa cho tôi. Dạ, cháu xin phép bác vô trại rước họ về đây nha thưa bác. Ờ, bác đã chịu rồi thì bác cũng phải bỏ giấy quyền, chịu quyền chiều cho bác vui. Chào ông.
đưa cái bơ đi cho tôi đi, đưa cái vỏ luôn nữa. Đại quý tôi sợ cô chê chỗ ăn ở của sĩ quan Silibata đó bừa bãi bê bối nên sai tôi tới đây dọn dẹp. Ông là rớt, hạ sĩ rớt, giới giang hồ thường gọi là bếp rớt, tài xế kiêm đệ tử ruột của ông thầy hải quân đại quý Lê Bá Phước. Đại quý Lê Bá Phước nào? Chú Lê luôn ba cái đầu của con nhỏ tôi qua phòng tôi dùng. Dạ dạ được mà, bác để đó con. Vụ này là nghề của chàng mà. Bà con Hạnh nó về đó bà. Hạnh nó về kìa. Ủa sao bây lại về lẹ dữ vậy? Bà, con, ba mới được thơ bảo lãnh con tức thời đấy nè. Sài Gòn thơ cỡ 4-5 ngày tới là sớm đó ba. Ờ thì trong thơ nói 4-5 ngày mới về, thì giờ mình mới về tới đây là phải rồi. Con à, khi này con về con hỏi luôn đây ông con. Dạ con tính học bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Ba má đã tuổi già bóng xế, đường tử tức thì chỉ có mỗi một mình con. Cổ mẫu còn bất cả diễn dù, thôn hồ chí con là phần quân dự cho mà Sài Gòn tấm mũi phù hoa. Ông vậy cho ba má đâu có ép uổng gì con. Ba má có ý nghĩ gì mà cho người ta mướn cái phòng của con? Giờ con về con phải ở đâu thì cũng phải ba con. Tại ba thấy nó hiền lành, đổi xương chỗ này không bà con quen biết chung. Ba thấy tội nghiệp mới cho ở nhờ phòng con. Ba đâu ngờ con về ở dưới này luôn. Tính lẽ như vậy mà gặp mấy ông nhà bên rồi cái nhà này khách sạn cũng không bằng. Chưa có biết rằng thì đừng có suy đoán nên mơ. Bây giờ đó mà nói chuyện với bà đi. Ông giận mẹ ông ngoan ngoãn bỏ đi rồi kìa. Hạnh, sao con buồn vậy? Cái chuyện gì đã lỡ rồi, để chậm rãi rồi tính. Dạ không, con sợ. À, con mệt. Đường xa đi từ sáng sớm tới bây giờ. Thôi kìa, khách tới rầm rầm mà ông bỏ đi rồi. Con chạy đi kêu ông về tiếp người ta. Chứ má biết gì đâu nói. Má biết ba con đi đâu. Chắc bên nhà thầy bãi dây thép á. Ừ, già rồi mà mỗi chút mỗi giận mỗi giận. Dạ thưa bác, đây là cô Mộng Trinh, em gái của hải quân Trung Quý Toàn. Ông bạn con đây. Dạ chào bác. Dạ cô. Bác chủ nhà mau ở đậu. Dạ cô. Dạ con Hạnh, con gái của tôi cũng ở Sài Gòn mới về tới đó. Hân hạnh được biết hai ông và cô Mộng Trinh. Dạ hân hạnh, và hy vọng được kéo dài niềm hân hạnh đó. Ngăn ngăn thôi, chứ kéo dài quá rồi người đẹp không qua để chỗ nào. Con nhỏ này sao? Anh tôi nhạy cảm lắm chị ơi, mới về phép ở Sài Gòn có mấy hôm đã vội vàng ký giấy sống chung. Ủa Toàn, chị sao Toàn? Bộ dương nhầm mà tiên xét phải tầm giữa. Chưa có gì khủng khiếp, chỉ mới cũng đặt tập thôi à. Chà, chắc đẹp lắm rồi hả bộ. Nếu đem cô ta mà so cùng chị Hạnh, kẻ thắng lặng người cũng nửa cân. Chẳng những đẹp người mà cái tên cũng đẹp. Dơi gian nghĩa mùa trời em đã cũng như mảnh đi đất đang thương, ngày mùa khi chết đang
Lấy đĩ làm vợ là phi thường cái quái gì? Nếu không muốn nói là bất thường như mấy con bệnh ở trong nhà thương điên chở quá. Xin phép tôi nhức đầu quá. Tại em thiếu nghiêm trai cho nên người ta mới... chỗ ở quá hả? Có gì không bò? Người ta Sài Gòn vừa về tới mới gặp đó. Nước non gì? Trời đất ơi, có gì đâu mà kêu tôi muốn xuất thần. Tôi đã nói là tôi nói rằng tôi mới quen. Sao A Thần thù nổi cơn ghen? Tại vì em gái của tôi luôn định có nhà có học. Lệ sắp đi quay theo do xuống tiền mà giữ không. Nếu muốn có chồng hả, xin lỗi à, không phải là hôn nhân đâu. Quen lính cho vui chứ lấy nhau thì cuộc đời uống gì. Còn tôi thì tôi sợ gái hippie trước về nhà có nó thôi. Đó, anh ai thấy chưa, họ biết đâu, em về liền cho mà coi. Đánh kêu ngạo người ta hoài à, không xin lỗi, em về liền à. Nè, thôi, xin lỗi. Rồi đó, chịu không? Kỳ quá à. Ý màng đá coi, đâu có làm như vậy được nè. Nhà tôi là chỗ thờ phượng ông bà, chỗ tôn nghiêm chứ đâu có phải là cha đình tổ đính mà mần. Dạ, thưa bác, em cháu nó quen nối tay học mà quên lễ nghi giá đông của mình. Dạ, xin bác ta lỗi. À, thôi đi vô tổng biểu con Hạnh nó đưa quần áo cho thay. Ăn mặc gì mà kỳ cục dị hợm vậy coi đâu có được. Dạ, em của cháu nó có đem đồ mát theo. Ý trời đã cần. Ăn mặn chừa da thịt trống trơn vậy mà còn đồ mát hơn nữa sao? Ở dưới giường nó phải ăn mặc cho kín đáo đàng hoàng chứ bẩn cái gì mà như không có bẩn gì hết vậy. Cô bác họ thấy họ cười chết. Hạnh ơi, Hạnh à, lấy bộ đồ à ba cho cô gì đó cô mặc đi con. Thôi, em không thèm ở đây đâu. Trời ơi, khổ quá. Không ở đây thì ở đâu? Trong trại thì đàn ông không ở sao tiện. Còn khách sạn thì dơ bẩn hỗn độn ầm ĩ, khách mua hoa mà ở trong sao được? Kệ nó, thà như vậy còn hơn là ở cái chỗ mà người ta coi em như một loại côn trùng dơ bẩn. Nói nên thì bảo lấy chỗ tôn nghiêm của họ làm trà đình tử đêm, còn mặc đúng thời trang thì họ ghét ai ghét ta coi như chính em làm xáo trộn nông thôn đảo lộn. Sài Gòn như thế nào mà tánh tình Trinh thay đổi nhanh quá, đến nỗi tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Anh Phước à, tôi vốn là một cô gái trẻ thích được nuông chiều, nên bất cứ ai tin tin tôi tự thấy như có quyền sai khiến. Thưa cho phải lẽ chứ.
với các chỉ huy, tôi ân cần cho Trung Quý biết là bãi ngày phép thường niên đã hết sạch rồi. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Xin tôi lĩnh đại úy. Và Trinh không có gì cả. Có chăng là tôi xem Trinh như một đứa em thích được nuông chiều tuổi còn thơ ngây, chớ còn chuyên tình yêu thì nào có gì đâu. Những sầu lên mái tóc mà bảo rằng còn đơn độc vượt trùng dương thì khó tin quá phải không cô? Không phải là trên đời này không có người đàn ông nào tuổi quá nửa đời mà còn cô độc, nhưng trường hợp của đại quý thì tôi tên Lê Bá Phước, mà cuộc đời thật là vô phước. Đầu cuộc biên thiên chiến tranh đã đem sông thân về lòng đất lành, trần gian vô thân tư có mà cánh chim non trong chọi với phong trần. Tôi vào một viện mồ côi để xin ăn xin học đến lúc trưởng thành.
chưa dám nghĩ đến hôn nhân, vì sợ người tôi thương sẽ lừa đời cô độc. Tôi sợ không bảo bọc nổi người yêu sang đời sang cả năm dần. Cuộc đời của đại quý vui ít buồn nhiều, nói giải mà nghe. Nếu ngày nào đó đại quý ngã gục đi thì còn có ai khói nhang cho linh hồn đỡ lạnh. Nhưng nếu tôi nằm xuống khi đã có kẻ hiến dâng cho trọn cuộc đời tình cảm, thì lạnh giống linh đâu có bằng cái buồn ám đạm của cô gái chồng. Lắm khi tôi nghĩ cứ yêu đi cho thỏa mãn kiếp đi phong trần, nhưng rồi chọn ai đây giữa đám dây nhân đua đòi cao dần. Thời buổi này thật khăn hiếm gái con trăng, dù hấp thụ cây văn của Tây Phương tôi vẫn là một thằng trai diệt. Một người đàn bà đức hạnh để dắt dìu nhau đến cuối đoạn đường trần. Xuôi ngược hành quân trên dạng nẻo đường đất nước, tưởng cái những con con đó đâu phải là chuyện khó tìm. Nếu dễ dàng như cô nghĩ thì đâu phải cô độc cho tới ngày nay. Là người hiền lành tử tế, tôi không tin. Dù thú thật, tình cờ tôi được biết một vài người có cái bề ngoài tử tế hiền lành, ga lăng không kém đàn ông Âu Mỹ, nhưng họ lại mang tâm hồn điệu giả sở khanh. Đại quý nói chuyện lòng tôi cảm tưởng như nghe một lời vu vơ, niềm kính nể gợi ở lòng tôi một chút cảm tình. Thôi thì tôi tự nguyện làm một đứa em ngoan và xin ba má nhận đại quy làm con cho có thêm thân bằng quyến thuộc, chứ không lẽ trai gái chung nhà mà xa lạ ứng ngờ như nước lá người dân. Cô nói thật đó chăng? Dạ thật chứ đại quý. À không, thưa anh thật vậy. Đi chết anh ơi. Anh Lê lạnh quá. Từ bây giờ em sẽ không còn lạnh lẽo nữa. Hạnh, từ lâu rồi em thèm được nghe gọi lại cái tên hiền lành êm ái đó. Gọi nữa đi anh. Em hey.